Có kết quả xét nghiệm HP của anh rồi nè. Anh sắp xếp ghé qua em lấy nha. Alo, có rồi ha. Anh cảm ơn nha. Cảm ơn. Giọng anh sao vậy? Hình như anh không khỏe hả? Anh có... Anh đang cầm soda nóng quá. Vậy em xin lỗi. Anh cố gắng sắp xếp qua em lấy kết quả nha. Thôi, mình nói chuyện sau nha. Thuốc tiêm. Ôi à. Tuyền. Dạ. Hình như là anh Trung anh ngại chị rồi đó. Từ sau cái bữa hồ bơi, chị gọi cho ảnh mà ảnh cố tình tránh chị hoài à. Giờ sao? Ám ảnh dữ vậy ta. Tiếc ghê á. Chị với ảnh á, hai người cái gì cũng hợp hết trơn á. Chỉ có mỗi chuyện đó, cái lúc cần á thì lại xìu. Mới yêu sao khó vậy trời. Chị. Khó vậy á là chỉ có hai trường hợp thôi. Một là anh bị liệt thiệt, đúng không? Còn hai á là anh BD. Có đâu mà, cái này chị làm chứng. Em giỡn á. Chứ hai là gì? Anh có bồ, chị là bất bình phong thôi. Chứ làm cái gì mà có cái chuyện đó mà ám ảnh dữ vậy? Em thấy anh kiếm cớ á, để bỏ vậy thôi. Trời, Linh dữ vậy hả? Nhắc gọi chị kìa. Nghe đi chị. Hả? Chị, nghe đi. Alo. Anh nói đi. Bộ nó bỏ là bỏ thiệt sao trời?